Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai, chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả nha. Thì sáng nay thì Dũng sẽ phải đem xe đi vá lốp, tại vì lốp nó bị thủng. Thì bây giờ là áp lực của nó là chỉ có là 1.5 thôi. Thì thứ sáu vừa rồi Dũng có thâu một cái video clip là về blockchain. Tuy nhiên á, là do cái điện thoại của Dũng nó hết dung lượng bộ nhớ, cho nên là Dũng phải thực hiện thâu hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần thì vào buổi chiều đi về. Thì hôm đó Dũng về sớm để tối học, buổi tối luôn ở nhà. Thì sau đó thì Dũng không có thời gian để nối clip lại với nhau, nên hiện giờ cái clip đó nó vẫn chưa lên. Thì cái clip đó thì nó sẽ không có đi sâu về mặt kỹ thuật, tại vì Dũng cũng không có biết gì nhiều về mặt kỹ thuật ở bên dưới của blockchain. Nhưng mà nó sẽ đi về cái câu chuyện rằng là ứng dụng của nó như thế nào và có bao nhiêu loại ứng dụng, và nó có hot, thực sự hot hay không. Rồi, hôm nay thì Dũng sẽ nói về mấy cái câu chuyện, một cái chủ đề mà một bạn trẻ trên khán giả đã có hỏi một câu rằng là: anh ơi, làm sao để cho giới trẻ vượt sướng? Thì Dũng sẽ cố gắng trả lời, nhưng mà Dũng cũng có trả lời với bạn ở trên 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 comment đó, là chưa chắc gọi sướng mà nó sướng thiệt đâu. Nó rất là khổ đấy. Ok, thì cái thời gian mà để mà Dũng làm clip này thì nó sẽ rất là ngắn, tại vì từ từ đây mà cho tới cái chỗ Dũng vá xe thì nó chỉ tầm cỡ khoảng 3-4 cây số thôi, nên là Dũng sẽ cố gắng nói nhanh. Còn nếu mà có gì thêm thì Dũng sẽ làm thêm một clip nữa. Cái câu chuyện rằng là thế hệ cha ông mình, và thậm chí là thế hệ của Dũng hoặc là trước Dũng 10 năm, thì họ phải sống qua trong một cái cuộc sống nó rất là cực khổ về mặt vật chất. Họ thiếu thốn về mặt vật chất, nói đúng ra là như vậy. Thế hệ mà ăn bò bo, rồi thiếu thiếu thốn rất nhiều thứ, thậm chí là thời đó thì chỉ cần có một cái kẹo cau thôi thì cũng đã vô cùng happy rồi, rất là vui rồi. Hoặc là được ăn mì tôm là một đặc ân rồi. Còn mà lâu 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 mà được đem đi ăn một tô phở là thôi mừng hết lớn rồi. Thì Dũng là người trải qua cái giai đoạn đó, giai đoạn mà nó đói khổ và nó dần tốt lên. Ba mẹ Dũng thì tất nhiên là sẽ trải qua hai giai đoạn là trong chiến tranh và sau cuộc chiến, khi mà Việt Nam bị cấm vận này kia. Dũng thì vẫn ở trong cái giai đoạn mà bị cấm vận các kiểu. Thì nói thẳng ra là gì, cái thế hệ ngày xưa thì nó khỏe lắm, tại vì nó chỉ rất là đơn giản, nó là gọi là hoặc là học hoặc là làm công việc lao động tay chân, chả có nhiều sự lựa chọn, rồi ai cũng khổ như nhau, thằng nào cũng giống thằng nào. Cái thằng giàu hơn thì nó cũng chả dám khoe, tại vì nó giàu hơn thì nó quá quá khác biệt với mọi người, cho nên là nó cũng chỉ thể hiện, không thể hiện ra luôn, nó không dám thể hiện luôn, chứ đừng nói là thể hiện ra nữa. Dũng cũng có những người bạn rất là giàu và họ cũng rất là đơn giản, họ chỉ có thể là mua thêm, khi tới mùa pháo hoa thì mua thêm pháo hoa, hoặc là giàu hơn thì được ăn dưa chuột nhiều hơn, còn mình nghèo thì mình chả có tiền để đi ăn dưa chuột thôi, chứ cũng chả có gì lớn. Thời đó nó không có sự phân biệt quá nhiều, cái khoảng cách giữa giàu nghèo nó rất là ít, nó không có nhiều, đứa nào thì cũng đi bộ hoặc là đi xe đạp cả, cũng chả có ai coi như là được có con mà được ba mẹ đón bằng ô tô. Tất nhiên thì người giàu thì người ta sẽ có xe máy, nhưng mà nghèo đi xe đạp, mà xe máy với xe đạp chả khác nhau bao nhiêu, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà bây giờ, thời bây giờ thì nó khác lắm, thời bây giờ thì nó giàu nghèo nó khác xa rất là nhiều, và khi mà nó khác xa như vậy á, nó sinh ra cái câu chuyện rằng là cái những cái đứa trẻ nó được tận hưởng những cái
phong cách giáo dục khác nhau, và nó cũng có những cái giấc mơ khác nhau. Khi mà nghèo, chúng ta chỉ đơn giản suy nghĩ làm sao để thoát nghèo. Nhưng mà khi bạn đầy đủ rồi thì cái chuyện đi học nó không phải là một cái yếu tố mà bắt buộc. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì gia đình bạn có tiền mà. Và khi bạn đi học á, thì nó có nhiều cái câu hỏi nó đặt ra trong cái con người hơn. Khi con người á, nó có một cái câu chuyện thú vị như thế này này. Loài người á, là họ luôn mong muốn tiến tới, họ luôn muốn có nhiều hơn. Đây là loại, nhưng mà chúng ta đó, chúng ta muốn có nhiều hơn, chúng ta muốn thành đạt, chúng ta muốn được nhìn nhận. Và nếu mà các bạn có đọc sơ sơ thì các bạn nên đọc về cái tháp nhu cầu Maslow. Thì cái tháp nhu cầu Maslow thì người ta hay vẽ là hình kim tự tháp, tức là người ta để là có cái 5 loại nhu cầu. Thì cái nhu cầu cơ bản nhất là nhu cầu vật lý, là được có đồ ăn, được có chỗ ngủ, tức là an toàn về mặt vật lý. Rồi sau đó thì có mối quan hệ, rồi được coi như là người khác tán thưởng, rồi coi như là được làm những cái công việc mà nó đạt tới cái gọi là maximum, cái khả năng tối đa của mình, vân vân. Thì các bạn cứ nghiên cứu về tháp Maslow. Thì cái đó nó chả có cái gì gọi là cái tháp cả. Cái đó là 5 cái nhu cầu thông thường của mỗi người. Tuy nhiên, tùy vào những cái giai đoạn khác nhau thì các cái nhu cầu đó nó trở nên khẩn thiết khác nhau. Khi bạn đói, tất nhiên cái nhu cầu khẩn thiết nhất là phải ăn no. Phải kiếm được miếng ăn đã, phải ăn no đó. Khi bạn không có an toàn về mặt vật lý, tức là bạn không có nơi ăn, chỗ ở, nhu cầu mà nó trở nên khẩn thiết nhất là được ăn và ở, có nhà, có một căn hộ, vân vân. Nhưng mà có những người, người ta sống theo một cái lối khác, với một lý tưởng khác. Người ta sẽ không có nghĩ tới chuyện đó luôn, và người ta nghĩ tới những cái lý tưởng cao đẹp hơn, xa vời hơn. Đó, cái đó rất là bình thường. Chỉ đơn giản thôi. Cái gì nó tới và nó khẩn thiết thì lúc đó chúng ta sẽ có cái xu hướng là tập trung vô cái nhu cầu đó. Và cũng có nhiều người khi mà người ta tập trung quá vào một cái nhu cầu thì người ta quên mất các nhu cầu còn lại. Có một cái nhu cầu lớn của con người nữa, đó là nhu cầu quyền lực và nhu cầu có sức ảnh hưởng. Cái nhu cầu mà có quyền lực và có sức ảnh hưởng là một cái nhu cầu không thể thiếu. Tại vì khi bạn nói mà người khác nghe, khi bạn hiệu triệu và người khác làm theo, nó là có một cái sức hấp dẫn vô cùng. Nên khi mà chúng ta bắt đầu kiếm được tiền thì chúng ta bắt đầu tìm tới cái quyền lực, đó, tìm tới sức ảnh hưởng. Rất đơn giản thôi. Khi mà bạn đôi khi bạn đi ăn cái gì đó, bạn tip cho người ta, một mặt thì bạn tưởng thưởng cho người ta, nhưng mà mặt khác thì bạn đang hòng tìm kiếm cái sự tán thưởng. Đó cũng là một cách tìm kiếm quyền lực. Ngay cả bản thân Dũng, khi mà Dũng làm các cái clip và mọi người vô, mọi người nghe này kia, thì ở đâu đó cũng là một cách để mà phát triển cái sức ảnh hưởng của Dũng ra ngoài cái vòng tròn vật lý, những người Dũng quen biết, những người Dũng gặp hàng ngày. Mà tiếp theo đó thì Dũng có thể ảnh hưởng cả những người mà Dũng không có gặp đó. Thì đó cũng là một cái loại nhu cầu. Vậy thì giới trẻ người ta đang phải giằng co với cái gì? Người ta không có nhiều cái sự giằng co với nhu cầu về mặt cơm ăn, áo mặc. Người ta có sự giằng co về cái nhu cầu là được tôn trọng, được tưởng thưởng, được coi như là có sức ảnh hưởng, và được maximize cái khả năng của mình. Tức là tôi làm cái gì mà tôi đạt được cái phiên bản tôi tốt nhất, cái contribution của tôi là phải có ý nghĩa. Và đặc biệt là trong một cái thời đại mà giáo dục nó đề cao cái những cái người hùng và giới doanh nhân. Đây không phải là người hùng thời chiến tranh nha. Thời chiến tranh thì là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thì nó rất là đơn giản. Bạn xếp bút nghiêng, bạn đi ra trận, bạn chiến đấu và bạn giành độc lập cho tổ quốc, giành vinh quang cho tổ quốc, thế là đủ. Và
cái đó chỉ có một con đường để đi thôi. Những cái con người mà về văn chương lai láng hoặc là thanh niên yếu mềm thì họ sẽ gặp rất khó khăn. Thời bây giờ thì nó khác. Những cái con người mà nó có nhiều cái sự mẫn cảm, nhiều cái sự cảm thông với cuộc sống, những cái người mà kiểu giống như Trịnh Công Sơn trốn lính này kia, người ta sẽ không có rơi vô cái tình huống giống như là thời chiến tranh, và người ta có cơ hội để phát triển người ta ra tối đa. Vậy thì ở giai đoạn này là một cái giai đoạn mà khá là sướng, tại vì bạn có thể làm điều bạn muốn, bạn có thể làm những thứ mà pháp luật không có cấm, bạn không bị áp lực dư luận đặt quá nặng. Đây là một thời kỳ mà nó tuyệt vời. Tuy nhiên nó dẫn tới một cái nỗi khổ rất lớn, đó là ở cái thời kỳ này bạn phải so sánh mình với rất nhiều người. Bạn luôn luôn cảm thấy mình không có đủ thành công. Đó, bạn luôn luôn cảm thấy mình thua kém so với người khác, chứ không phải thua thiệt mà là thua kém. Sức ảnh hưởng của tôi không đủ lớn, người kia giỏi hơn tôi. Đó là vấn đề của truyền thông, của vấn đề của mạng xã hội. Tại vì bạn thấy tất cả những thứ xung quanh bạn, những con người trông có vẻ rất là kiểu giống như là rất là thời trang, rất là fashionita, mà bạn so sánh mình với người ta, hoặc là người ta học quá giỏi đi, 9 phẩy về mặt IELTS bạn không làm được, hoặc là 8,5 mặt IELTS bạn không làm được, nhưng mà người ta thì nổi bần bật ở trên kia. Bạn bè của bạn cũng vậy, đi du lịch, đi chơi khắp nơi, đi đâu cũng post hình cái cuộc đi chơi của mình. Và bạn dần dần có cái một cái cảm giác rằng là tại vì sao tôi không có được giống như người ta, tại vì sao tôi không có đạt được cái sức ảnh hưởng giống như người ta, tại vì sao tôi không giỏi như người ta. Và nó làm cho bạn cảm thấy bạn rất là tầm thường. Đó, cái sự tầm thường đó nó là nỗi khổ rất lớn. Tại vì mình mà mình cảm thấy mình tầm thường thì nó quá khổ đi. Nhưng mà bạn ơi, tất cả nó đều có một cái sâu chuỗi, có một sự liên can trong một cái thế giới này. Chắc bạn cũng hẳn nghe về hiệu ứng cánh bướm. Nếu mà bạn chưa nghe thì bạn có thể search trên Google về cái hiệu ứng cánh bướm, tức là hành động của một người nó sẽ dẫn tới những cái sức ảnh hưởng nhất định tới những người khác, và nó có thể làm thay đổi cả một thế giới cơ, cho dù cái những cái hành động nó rất là tầm thường. Và cái thế giới bây giờ nó thực sự nó quá ư là khắc nghiệt đối với người trẻ, tại vì họ khó mà coi như là sống một cách thoải mái an nhiên theo kiểu giống như ngày xưa, khi mà chỉ có một cái nhu cầu và một mục đích rất là rõ ràng cụ thể, đó là đi học và học làm sao cho nó giỏi. Các bạn không có giỏi hơn người ta thì bạn cũng chỉ cố gắng để học thêm thôi. Nhưng mà cái thế giới bây giờ thì nó rất khác, và nó rất là nhiều cái áp lực dành cho bạn ở tất cả mọi khía cạnh ha. Đây là mình nói là mọi khía cạnh luôn. Và để mà coi như là các bạn, và thêm một cái khía cạnh khác nữa, đó là một thế giới mà nó quá có quá nhiều cái trò để chơi, có quá nhiều trò chơi, có nhiều sự cám dỗ, thì chúng ta phải vượt qua như thế nào đó, thì mình sẽ tìm cách bàn tiếp trong clip nữa. Tại vì mình tới cái chỗ cái chỗ vá xe rồi ha. Ok, các bạn chịu khó đợi mình ha, mình đi làm thêm một clip nữa. Ok, tiếp tục với hành trình vượt sướng. mình vừa mới vá xe xong, giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường tới công ty. Và như vậy là coi như chiều nay hoặc tối nay là mình phải làm một cái công việc là phải nối cả hai cái clip. Không biết có nối có đủ thời gian mà nối không nữa. Cái clip gì đó, clip về blockchain và clip về vượt sướng. Nhưng mà nói tiếp về cái vượt sướng thì chúng ta
trong cái thời đại mà nó bị quá nhiều các cái loại thông tin, và cái thứ hai là quá nhiều các cái thứ để mà chúng ta giải trí đó. Thì khi mà các bạn có nhiều cái sự lựa chọn thì các bạn cũng rất là khó khăn. Nó giống như là cái câu chuyện mà khi mà các bạn vô siêu thị, các bạn thấy rất nhiều các cái loại thực phẩm, thì bạn sẽ rất là khó khăn để lựa chọn. Và nhiều khi bạn chọn thực phẩm mà bạn muốn thông qua cái nhãn dán hơn là bạn biết gì về cái đồ ngon của nó, hoặc là thông qua giá tiền, cái nào rẻ thì bạn chọn, hoặc là cái nào mà đắt nhất thì bạn chọn. Thấy không? Thì những cái giới trẻ bây giờ người ta cũng khá là khó khăn như vậy. Người ta có nhiều trò để chơi, không chỉ là game, nó còn có thể là các cái hoạt động xã hội, hoặc là các cái hội nhóm này kia. Người ta cũng có quá nhiều các cái mục tiêu có thể lựa chọn. Có thể làm bác sĩ giỏi, có thể làm vận động viên, có thể làm coi như là gì đó, một ca sĩ, hay là bạn có thể làm game thủ mà bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Tất tần tật mọi thứ nó đều giúp cho bạn rất là bối rối khi mà đưa ra một cái sự lựa chọn cho mình. Ngoài ra thì coi như là cái sự sao nhãn sẽ rất là lớn, tại vì bạn có điện thoại, bạn có máy tính, bạn có các cái chương trình truyền hình, các cái loại show, từ game show cho tới các cái show về giải trí, nó dày đặc, và bạn hầu như là người ta phải tìm mọi cách để thu hút cái sự chú ý của bạn, để mà người ta tăng cái lượng quảng cáo. Cho nên là các cái game show thì nó có rating là vì vậy. Tức là cái game show hoặc là show mà có rating cao thì cái quảng cáo càng catch được nhiều người, mắc được nhiều người dùng. Và khi mà người xem mà người ta coi quảng cáo nhiều thì các cái show đó nó mới thành công được. Và bạn chính là người mà tham gia, các bạn ngồi coi ở trên đó. Nó cũng là một cái giai đoạn mà trăm hoa đua nở, tức là những cái lời khuyên ở trên mạng có cái đúng, có cái sai, và bạn phải có sự lựa chọn. Về mặt thực chất thì sao? Thực chất thì cái gì nó tốt nó cũng có cái mặt xấu của nó, và ngược lại. Tức là trong cái mặt xấu thì nó có mặt tốt, và trong mặt tốt thì nó cũng có cái mặt xấu. Nó luôn luôn là hai mặt của một đồng tiền thôi, một câu chuyện thôi. Thì người ta ngày xưa người ta không có nhiều sự lựa chọn, người ta đói nghèo, ít chương trình gaming ngày kia, ít game show, ít cái để giải trí, thì người ta sẽ có thể tập trung được tốt hơn. Bây giờ chúng ta có nhiều sự lựa chọn, chúng ta sẽ khó tập trung hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được. Ví dụ giống như là tôi bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà tôi phải chọn một thứ và tôi phải tập trung vào nó thì tôi mới có thể thành công được. Đó. Thì cái thứ mà Dũng hoàn toàn không lo đó là mục đích sống. Nhiều người cứ bảo rằng là giới trẻ bây giờ không có mục đích sống, Dũng không có tin vậy. Hoặc là quá nhiều thứ làm cho họ không có mục tiêu sống nữa, và người ta chỉ lo ham chơi này kia. Xin lỗi luôn là thời nào cũng vậy, cũng có nhiều người cũng có những người không muốn làm gì, và có nhiều người làm việc rất là chăm chỉ và muốn làm điều gì đó tốt cho xã hội, chứ không có cái chuyện gọi là coi như là thời nay thì nó nhiều hơn thời xưa, vân vân. Cái đó thì Dũng hoàn toàn không có tin. Dũng tin rằng giới trẻ bây giờ suy nghĩ họ rất tốt, và họ có nhiều nguồn thông tin để họ có thể lựa chọn được cái thứ mà mình muốn đó, thì nó là điều tốt. Nhưng mà cái khó của giới trẻ bây giờ là làm sao để tập trung, làm sao để có thể dành cái tài sản quý giá nhất của họ là thời gian để bỏ vô cái công việc giúp cho họ có thể đạt được thành công, và có thể lựa chọn được một cái con đường mà họ có thể họ đi xuyên suốt và họ không bị nản. Tại vì nó quá dễ lựa chọn đi, cho nên họ rất là dễ dàng để đổi hướng.
thì cách nào để giúp cho họ. Thì thực chất mà nói rằng là nếu như mà bạn không muốn làm gì thì có Dũng có khuyên đằng trời cũng không được. Tức là bạn muốn nằm chỗ làm sao Dũng khuyên bạn đứng lên rồi đi lại rồi làm việc tốt được, không được. Cái lời khuyên nó chỉ để dành cho những người nào có mục đích. Nó giống như những cái nhà sư khi mà người ta gặp những người mà xin vào chùa chẳng hạn, thì bảo là con ơi chưa có duyên đâu. Ý là gì? Con có muốn đâu mà con vào đây làm cái gì, đúng không? Nếu mà con vô đây con có mục đích rõ ràng và ta cảm nhận được cái mục đích đó thì có nghĩa là duyên nó tới. Còn con không muốn thì con có xin đằng trời ta cũng chả chịu. Thì cái chuyện đó chuyện rõ ràng. Bây giờ người ta không có bao giờ đưa ra lời khuyên cho những người mà không có sẵn lòng nghe. Người ta sẽ khuyên những người sẵn lòng nghe. Nói cách khác thì ví dụ giống như là những cái trường hợp mà kiểu giống như là kinh doanh đa cấp này kia, người ta bị lừa tại vì người ta sẵn lòng để bị lừa. Nghe buồn cười không, nhưng mà nó là vậy đó. Tại vì sao? Tại vì ai cũng muốn kiếm tiền dễ. Có nhiều người rất muốn kiếm tiền dễ dàng và không chịu suy nghĩ, cứ nghĩ rằng là coi như là tôi làm theo cách đó thì tôi sẽ kiếm tiền dễ hơn, cho nên người ta phải phải lao đầu vô đó. Còn nếu mà nhìn ra được cái chuyện kiếm tiền mà nó khó, nó vất vả như thế nào thì người ta sẽ không có đi theo cái con đường giống vậy. Rồi thì quay lại với các bạn trẻ, chọn được cái mục tiêu, chọn được con đường và đi theo nó một cách lâu dài. Muốn như vậy thì chỉ có một cách thôi, hiểu bản thân mình. Hiểu bản thân mình là gì? Hiểu cái điểm yếu, điểm mạnh của mình và làm sao để mà xây dựng được cái thực lực cho mình để mình có thể làm được điều mình muốn. Nó việc gì nó cũng khó và việc gì nó cũng không khó. Tức là nó khó khi mà bạn không có động lực, bạn không có mục tiêu và bạn không có kiên trì với cái mục tiêu đó. Nó không khó là bởi vì coi như là nếu bạn muốn thì bạn sẽ làm được, tại vì bạn có thể tranh thủ được cái sự giúp đỡ của mọi người để có thể làm được. Nên cái mục tiêu nó trở nên một thứ rất là quan trọng. Làm sao để nhìn ra được mục tiêu? Bạn phải nhìn vô con người của bạn, bạn mong chờ điều gì ở bạn. Bạn theo chủ nghĩa anh hùng, bạn muốn làm hero, bạn theo quân đội hoặc là bạn theo ngành công an hoặc là bạn gì đó, theo võ vân vân, hay là các bạn làm game thủ cũng là chủ nghĩa anh hùng đấy. Rồi bạn có đi theo cái hướng đó hay không, hay là bạn sẽ gì đó gọi là chọn cái con đường khác, ví dụ giống như là chọn nghề nghiệp là đi làm người giảng dạy, giúp đỡ cho người khác, vì người khác để mà mình sống. Đó. Có những con người có những cái mục đích khác nhau, mình phải hiểu chính mình cái đó. Thì làm sao để hiểu chính mình thì mình có cái clip khác rồi. Hiểu chính mình rồi thì mới tìm ra được cái công việc hoặc là những cái mục tiêu nó phù hợp với mình. Ví dụ giống như Dũng là một cái con người mà nó tương đối là mâu thuẫn. Dũng thích làm việc sáng tạo, nhưng mà Dũng cũng thích một chút về chính trị. Dũng rất thích về con người, Dũng thích giúp đỡ người trẻ phát triển, và Dũng thích tạo ra những cái gì đó mà nó stable, tức là tạo ra những cái tổ chức hoặc là giúp đỡ cho các cái tổ chức nó hoạt động, nó trở nên stable. Mục tiêu của Dũng là luôn luôn là phải đạt được một cái trạng thái cân bằng. Cân bằng đây là trong hai nhánh, cân bằng để phát triển, chứ không phải là coi như là để đứng yên. Thì cái tính cách của Dũng như vậy, và nó là một cái sự mâu thuẫn đáng yêu. Tại vì như thế nào thì gọi là mâu thuẫn đáng yêu, tức là một nửa thì Dũng muốn làm những cái việc nó sáng tạo, một mặt khác thì Dũng lại vẫn muốn coi như là đi truyền lửa cho mọi người, mặt khác nữa thì Dũng lại muốn là coi là chinh phục những cái thử thách, những cái việc khó mà người ta không làm được thì Dũng sẽ cố gắng Dũng làm, ví dụ vậy. Thì cái chuyện mình hiểu mình á, mình sẽ tìm ra được một cái cách mà nó thỏa hiệp để cho mình vẫn vui được, vẫn chơi được và vẫn làm việc được. Và khi mà làm việc nó giống như trò chơi thì chúng ta sẽ vui hơn. Thì ở góc độ thứ nhất đó là nói là hiểu về mình để mà tìm ra được
cái con đường. Cái thứ hai đó là gì đó, khi mà tìm ra được mục tiêu rồi đôi khi nó mâu thuẫn nhau thì làm sao để cân bằng. Rồi Dũng có cái điện thoại, Dũng sẽ nghe điện thoại chút đó nha, Dũng sẽ nói tiếp sau. Ok, thế thì làm sao để mà mình cân bằng, tức là mình vừa vui được, mình vừa cảm thấy thoải mái mà mình vừa làm được những cái việc nó cho cái mục tiêu xa hơn. Thì cái đó các bạn phải tìm ra được cái cách để mà nó hỗ trợ cái chuyện đó ha. Chứ mình có một cái đề nghị là làm cái câu chuyện là làm sao để không burn out, tức làm sao để được cân bằng. Thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn trong cái clip tới. Còn hiện tại bây giờ thì đó là một trong những mục tiêu mà bạn phải làm, đó là làm sao mà bạn hiểu được bản thân, chọn được những cái mục tiêu nó phù hợp với bản thân, phù hợp với cái mong muốn của bạn. Không có chọn mục tiêu vì người khác cho bạn, chọn mục tiêu vì bạn muốn. Cái đó nó cực kỳ quan trọng. Và lúc mà bạn chọn được cái mục tiêu mà bạn muốn rồi á, thì bạn làm bạn sẽ không có thấy bị rào cản tâm lý, không có thấy cảm thấy bị áp lực. Nên nhớ rằng là tất cả những người khác, người ta có thể muốn tốt cho mình, nhưng mình vẫn là muốn tốt cho mình nhất. Đó. Đôi khi các bạn có những cái sốc nổi thì các bạn có thể là mong muốn làm điều tổn hại cho bản thân, nhưng đa phần thì các bạn sẽ muốn làm điều tốt cho bản thân của bạn. Cho nên bạn cần phải hiểu thấu đáo để mà các bạn có thể chọn được những gì nó tốt cho bản thân của mình. Và nên nhớ rằng là cái cuộc đời của mình là một cái cuộc chơi, một cái trò chơi một trò chơi mà nó được đánh đổi là bằng toàn bộ cái thời gian sống của mình ở trên cái cõi đời này. Vì vậy khi mà mình vẫn còn sống và mình có thể tiếp tục sống thì mình phải chơi cái trò chơi đó cho nó tròn vai, cho nó hết vai chứ không nên là coi như là từ bỏ cuộc chơi hoặc là rơi vô cái trạng thái yếm thế. Tại vì các bạn thấy đó, những người bình thường họ những người mà gọi là không phải bình thường, những người tàn tật, những người gặp khó khăn trong trong cuộc sống, họ vẫn tiếp tục sống, họ vẫn kiếm tiền, họ vẫn tồn tại được. Chả có lý do gì những con người lặng lặng không làm được chuyện đó. Đó thì cái quan trọng là ở đây cái ý chí trong não của các bạn, đó cái ý chí trong cái tôi của các bạn, nó phải đủ lớn và đủ mạnh để giúp cho bạn có thể vững bước để tiến lên. Mà cái ý chí đó nó không phải là tự nhiên, mà nó có, mà nó là một cái quá trình các bạn xây dựng và các bạn phải bồi đắp cho nó. Nó giống như là một cái vườn cây vậy đó, nếu các bạn chăm tưới tiêu, trời có mưa thì cây nó mới cao, mới mọc, mới rễ nó mới sâu. Nếu bạn không có cái sự gọi là chăm chút tưới tiêu cho những cái suy nghĩ của bạn, những cái vườn suy nghĩ của bạn, thì bạn rất khó để có thể có được một cái sự lựa chọn đúng đắn được, và có thể vượt vượt sướng được, đúng không? Vượt quá nhiều cái sự lựa chọn của bạn được. Các bạn đừng có sợ chuyện các bạn phải chơi game, hoặc là đừng có ngại cái chuyện các bạn phải giải trí, tại vì đó là một cái nhu cầu nó rất là thông thường. Nó có thể hiểu là như vậy này. Con người của mình á, nó không phải là một cỗ máy. Con người của mình là một cái sinh vật. Và luôn luôn các bạn thấy rằng là chúng ta có thời gian thức và thời gian ngủ, tức là cơ thể của chúng ta phải được nghỉ ngơi. Đó là một chuyện. Không những vậy thì cái trí não của bạn, bạn cần làm việc chăm chỉ, nhưng mà bạn cũng cần có những cái khoảng thời gian thư giãn để giúp cho bạn có thể tái tạo được cái năng lượng tốt cho cái suy nghĩ của bạn. Nên các bạn tránh cái trường hợp là các bạn tập trung quá đà vô một cái công việc hoặc là một cái mục tiêu. Các bạn tập trung hết thời gian và tinh lực của các bạn, nó làm cho các bạn bị burnout. Rồi lại nói tới chuyện burnout rồi, thôi để cái đó để dành cho clip sau ha. Chứ bây giờ mà mình nói quá nhiều về chuyện burnout rồi á thì sẽ không còn cái nội dung cho clip tiếp theo nữa, mà thời gian của mình cũng không có nhiều nữa. Tầm có khoảng 5 phút nữa là mình tới rồi, 3 phút, 5 phút gì đó.
khó hay là sướng nó chỉ là hai mặt của một vấn đề thôi. Các bạn rất sướng tại thời điểm hiện tại và các bạn cũng sẽ rất khó vì cái sự sướng đó, đúng không? Có quá nhiều sự lựa chọn đó. Và để thu gọn cái sự lựa chọn thì chỉ có một cách thôi, đó là tìm hiểu về chính bản thân mình. Ngoài ra thì bạn còn phải làm thêm một cái việc nữa, đó là phải học. Học ở đây có nghĩa là các bạn phải tiếp thu nhiều cái nguồn thông tin từ phía bên ngoài, những cái thông tin mà nó đáng tin cậy để giúp cho các bạn có thể có một sự lựa chọn tốt cho mình. Tại vì con người của chúng ta cần có ý tưởng. Có những ý tưởng chúng ta tự nghĩ ra nhưng mà chúng ta không có đủ cái niềm tin vào chính bản thân. Có những thứ những người đã thành công rồi, người ta nói cũng giống như mình nói vậy đó, nhưng mà mình tin người ta hơn tin mình. Nên á, tốt nhất thì các bạn cứ nên học, không phải là chỉ là sách self-help đâu, đọc về những cái suy nghĩ của những cái con người khác, học hỏi những người xung quanh, và từ đó nó nảy sinh ra ý tưởng, và biết đâu đấy trong những cái lần nói chuyện, trong những cái lần đọc sách hoặc là xem các cái clip mà nó thú vị, nó bổ ích, bạn sẽ tìm ra được cái lý tưởng của bản thân bạn. Và lúc đó bạn sẽ theo đuổi cái lý tưởng đó, và bạn đã set up được cái game hay là cái trò chơi cho chính cuộc đời của bạn. Tại vì thực ra trò chơi của mình nó vui hay không là do mục tiêu của mình nó có vui hay không. Chứ Dũng không có nói là vĩ đại hay không. Vĩ đại thì nó có thể mục tiêu mà nó vĩ đại quá thì nó có thể dẫn tới những cái điều làm những điều mù quáng. Nhưng mục tiêu nó vui á, thì các bạn sẽ không có bị rơi vô những cái câu chuyện rằng là thực hiện những điều mù quáng đó. Ví dụ giống như là một cái người mà có cái mục tiêu kiểu giống như là tôi muốn làm đất nước của tôi hùng cường và mạnh mẽ, không bị lấn áp bởi các cái quốc gia khác. Nếu mà các bạn không có kiểm soát tốt cái suy nghĩ của bạn và bạn không có nền tảng tốt về mặt đạo đức, về mặt văn hóa, thì bạn có thể dẫn trở thành một cái con người giống như là Hitler đó. Thì thành ra là chúng ta phải nên rất là cẩn thận với những cái mục tiêu mà nó quá lớn và nó quá cao vời. Quá lớn thì nó cũng có thể là gì, bạn muốn là coi như là xây dựng những cái công trình lớn nhất đất nước chẳng hạn, bạn muốn thành lập hãng bay chẳng hạn, rồi để có được vốn thì bạn nghĩ ra cách để bạn gọi là đánh lừa để mà các bạn quay vòng các cái cổ phiếu, các bạn kiếm lời ở trên đó, thì cái đó là cũng là một cái cách mà nó dẫn bạn vào con đường tù tội. Cho nên cái mục tiêu nó phải vui và thắng thua là chuyện thường tình của cái cuộc đời của mình, nhưng mà mình phải đi theo cái hướng là mình làm để mình trải nghiệm và mình làm tốt nhất trong sức mình có thể, chứ mình không có làm sai để mình liên lụy tới những cái con người khác đó. Nên cái vụ mà vượt sướng này trên thực chất nó chỉ là câu chuyện về tìm ra được động cơ, tìm ra được mục tiêu, tìm ra được cái giấc mơ của mình và mình thực hiện theo cái giấc mơ đó. Có hôm nay thì nó hơi nhiều các cái việc mà nó xảy ra trong cái cuộc đi từ trường của con mình cho tới nơi làm việc, cho nên là thành ra clip nó sẽ không có được hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì cũng hy vọng rằng là cái chia sẻ của mình á, các bạn có thể nắm được phần nào cái idea của mình ha. Sướng hay khổ là tùy góc nhìn thôi. Đi kèm với cái sự sướng trong dấu nháy đó là những cái điều mà sướng thực sự mà các bạn trẻ, chỉ các bạn trẻ bây giờ mới có. Những người trẻ ngày xưa không có, cho nên bạn phải cảm thấy may mắn vì điều đó. Đồng thời thì cái mặt kia của vấn đề nó cũng sẽ là thách thức cho bạn. Ok.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người trong cái clip tiếp theo. Bye bye mọi người.